Rồi ok, chúng ta bắt đầu này. Thì buổi học trước thầy đã làm cái phần cái xử lý cái form sinh viên này. Thì đây thầy mới xử lý cái vấn đề là liên quan đến thêm nha. Ok. Nhớ là các bạn phải khi mà làm các bạn xử lý ràng buộc đó là được rồi. Được chưa? Thứ hai thầy sẽ xử lý cái chức năng sửa này, chức năng sửa đây này. Thêm rồi này, sửa này. Thì thế thì ở đây ta sẽ học được hai cái câu truy vấn rồi. Đó là câu truy vấn gì? Thầy đóng cái này lại. Để ta học được hai câu truy vấn cơ bản, đó là câu truy vấn là select đây. Select sao from, cái này là zone này ha. Select này. Đây select này. Đấy. Giả sử where thì các bạn như thế nào đó, where này, các bạn ghi where này. Đấy. Được chưa? Thêm thì các bạn ở bên này. Thêm thì ở bên phần cái xử lý thêm form sinh viên, form sinh viên xử lý thêm là đây, thêm được chưa? Đấy thì giờ ta sẽ đi phần liên quan đến cập nhật này. Cập nhật thì đầu tiên các bạn phải bắt sự kiện, là khi bắt sự kiện thì cái này nó sẽ đẩy dữ liệu lên thế này. Thì các bạn kích phải chuột này, chọn property này, chọn sự kiện gì nhỉ, sự kiện gì on click cell ha. Đấy. Khi click thì các bạn có được round này, int round, round id bằng này e chấm này, round index này. Đấy. Và ta message box sâu lên các nhá, sâu lên rồi round id chấm này toString. Các bạn chạy lên. Đấy. Khi các bạn ấn đây thì các bạn thấy được lấy hàng 0, 1, 2, 3 này. Ok. Mình lấy ra được cái hàng này ha. Vậy ở đây ta sẽ lấy cái hàng thì sau đó ta thực hiện gì? Thầy sẽ tắt debug này. Sau khi lấy hàng này, cái này là hàng mà ta chọn á, hàng tròn này. Đó, vậy đây ta sẽ thực hiện gì? Combo box thì đây là test chấm gì họ tên chấm này test này, bằng gì, bằng data review sinh viên chấm gì row, row thứ mấy, row id này, chấm gì cell này. Và cell này thì các bạn có thể đi đưa cái đôi cái vị trí, hoặc là các bạn đưa cái kia vị trí là 012, ví dụ là 012, hoặc là các bạn có thể là lấy gì là họ họ tên. Đó. Trở lại này, chấm tu gì? Chấm value. Ok. Chấm tu string. Rồi các bạn ấn này. Đấy các bạn thấy họ tên lấy lên này nha. Rồi các bạn chờ thầy một chút xíu đi ha. Thì ở đây ta đã lấy được thông tin thứ nhất rồi này. Giờ ta sẽ lấy thông tin thứ hai này. Thông tin thứ hai là các bạn này. Ta sẽ đóng lại, thầy lấy luôn một lần luôn đây. Một lần chạy tắt cái phức tạp quá. Rồi tiếp theo đây các bạn copy control C. Đấy. Tt gì? Tt mã sinh viên trước đi. Mã sinh viên. Ở đây các bạn là lấy gì? Mã sinh viên. Sv. Ở đây là gì? Tt điểm gì? Điểm trung bình. Thì các bạn lấy điểm gì? Điểm trung bình. Ok. Và ở chỗ này. Rồi. Còn cái cuối cùng á. Cái cuối cùng là cái khoa. Cái khoa này. Cái khoa này. Thì ở đây ta sẽ sử dụng thứ nhất ở đây ta bị chọn cái mục tin nào, thì ở đây các bạn nhớ là ở đây ta là lấy cái gì, vị trí thứ ba. Ở đây ta sẽ có thể là gì, combo box khoa, combo box khoa trong ranh, combo box khoa
khoa select index tại vị trí row bằng cái vị trí số 3 này đâu, các thử đúng không? À, tâm cái này không có đúng rồi, cái này không có đúng, không có đúng. Okay. Rồi đó thầy nói là không có đúng, nguyên nhân là nếu như cái mẫu tin này có 1.000, những cái khoa này đâu có phải là 1.000 đâu, đúng không? Các bạn thấy là à, nó cũng đúng với những cái số nhỏ nhỏ, nhưng những cái số lớn thế này là sai này. Là sai thế này này. Ok. Vậy ở đây các bạn xử lý sao? Select gì? Select gì? Select item, select text ha. Rồi, bạn đây này. Đây. Và đây là gì? Tên khoa. Đấy chưa? Rồi, các bạn chơi lại. Đấy, chơi lại. Rồi, các bạn thấy cái select tên khoa nhé. Ồ, nó nổi rồi, không được. Cái này hôm trước làm ta bị nó nổi rồi. Quên, không nhớ biết cách làm sao nào nhỉ. Ok. Select text thì nó lại nối. Không cần làm sao ta, quên rồi. Ok. Coi như thầy quên đi các bạn sử dụng cái thứ mà hôm trước các bạn làm đi ha. Rồi. Chú ý các bạn xem lại cái bài, làm cái này cho thầy khỏi nó mất thời gian nha. Xem lại. Lại phần gì? Chọn ra gì? Khoa ha. Ok. Thì giờ ta sẽ làm gì? Khi mà các bạn chạy lên thì giờ các bạn được thông tin vào đây rồi, thế thì ta sẽ ấn vào nút này. Ấn nút này thì thầy sẽ sửa lại cái nút này là tên là gì? Đây là cập gì? Cập nhật nha. Đấy. Và tất nhiên ở đây thầy sẽ sửa luôn là gì? Xóa này. Và cập nhật thay thế đi. Đổi tên là BTN cập nhật này. BTN cập nhật. Ok. BTN cập nhật nha. Còn cái này là gì? BTN xóa này. BTN xóa. Ok. Giờ thì ở đây ta sẽ xử lý cập nhật. Rồi ở đây ta cập nhật thì khi mà các bạn thấy là y chang này. Nói chung là ta sử dụng y chang cú pháp này này. Ok. Đấy, sử dụng cú pháp này. Y thêm này. Và đây ta sẽ lấy dữ liệu ra. À, dữ liệu ra này. Ta lấy họ, mã sinh viên, họ tên này, khoa ra ở đây nhé. Nhưng ở đây thì các bạn chỉ lấy dựa theo mã sinh viên thôi. Các bạn chỉ ok, lấy thông tin ra. Và ở đây ta sẽ thực hiện viết cập nhật. Thì đây các bạn cũng cũng thế này. Sao để cho nó dễ hiểu nhỉ? Rồi, ok, chú ý thay thế viết bớt đi nha. Đây là lấy ra mã sinh viên này. Lấy ra mã sinh viên này. Lấy ra họ tên này. Lấy ra tên khoa này. Đó. Lấy ra mã khoa này. Ok. Cái phần ở chỗ này là liên quan đến gì? Phần ở chỗ này liên quan đến thêm thì giờ ta xử lý gì? Xử lý cập nhật này. Cập nhật. Ok. Về để xử lý cập nhật thì các bạn phải thực hiện truy vấn ra cái mẫu tin. Mẫu tin về ở đây ta sẽ truy vấn ra là sinh viên ha. SV bằng DB chấm sinh viên. À, các bạn que nhá, que. Ok, các bạn m này. Các bạn lấy một cái đại diện đó m chấm gì? M chấm gì sinh mã sinh viên nhá. Mã sinh viên bằng cái mã gì? Mã SV mà các bạn lấy ở trên đây này, mã SV này. Đó, mã sinh viên. Đó. Đấy, và đây các bạn sẽ lấy ra một mẫu tin thì ở đây các bạn first or default à. Cho nên là lấy ra một mẫu tin thì buổi học trước ta làm rồi này. Đấy. Xử lý cập nhật thì bước đầu tiên ta lấy ra sinh viên đó nè. Sau khi được sinh viên đó thì các bạn sẽ thực hiện là sinh viên này. Sinh viên này.
các bạn cập nhật ở đấy, các bạn xóa dòng này đi, cập nhật họ tên thì các bạn chỉ là sinh viên, họ tên thì bằng họ tên mới các bạn nhập ở trên này này. Đấy, rồi điểm thì các bạn điểm các bạn lấy từ trên này, rồi sau đó mã khoa thì các bạn lấy từ từ trên này này. Ok, và sau đó ở đây ta sẽ xử lý cái vấn đề liên quan đến cập nhật này. À, được chưa? Thế là cập nhật thì các bạn chỉ cần đầu tiên các bạn phải lên ở trên cái kia trên này này, các bạn ưu sinh cho thầy kia một đối tượng đó, ưu sinh này chấm này system chấm data này chấm entity đó. Khi các bạn chấm entity này thì ở đây ta sẽ gọi ra một cái đối tượng ha. Rồi cập nhật thì các bạn chỉ thực hiện cái thao tác là gì, ở đây là cập nhật đúng không, thì các bạn là db chấm gì entity này các bạn đưa vào cái sv này chấm này stay này bằng này chấm entity bằng quên này, nhanh quên ghê. Update entity framework update database nhé. Run đây các bạn sử dụng cái này. Đây đây, sử dụng cái cú pháp này ha, thấy chưa? Đây, stay bằng đây các bạn entity gì? Rồi đây các bạn như vậy thôi ha. Đó, modify là đây là liên quan đến cập nhật này. Cập nhật đó, và sau đó các bạn thực hiện lưu thông tin và thông báo là cập nhật sinh viên thành công. Đó, như vậy thôi. À mà quên cái câu lệnh này thì tôi khuyên các bạn cũng không nên làm thế này. Các bạn thực hiện gì message box sau chỗ này nhá, được chưa? Đấy, như vậy nó sẽ hay hơn khi lầu thì nó chạy xuống dưới kê thôi. Rồi em chạy lại nhé, đây là liên quan đến cập nhật. Rồi đây các bạn mở ra, ở đây ta chọn này. Thì ở đây chú ý là khi mà các bạn chọn cái này thì ở đây thầy khuyên luôn là các bạn không gì cái này không lên sổ nhé, hoặc là các bạn để read only nhé. Hay chọn ngay này, read only này. À, giả sử đây thầy chọn là gì 9 này, khoa công nghệ thông tin này, đó, khoa kế toán này, đây các bạn cập nhật này, đây cập nhật thành công, ở đây là mạng sinh viên 12 này, 12 này. Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Dương Anh Tú này, rồi điện này, thấy chưa? Ok, và kế toán này, giờ nó chạy, đi nó quá nhiều, cập nhật, đó. Và nó không đổi được luôn, thấy chưa? Đấy, các bạn thấy cập nhật nó đơn giản như vậy ha. Còn cái thao tác mực ấn ở đây lên ở đây thì các bạn vẫn dùng y chang những cách cũ thôi, chỉ ấn cập nhật thế này. Tương tự như vậy thì khi mà các bạn có thông tin đây này thì các bạn ấn gì? Ấn xóa nhé. Ấn xóa thì các bạn thì thực hiện bắt sự kiện cho nút xóa này thôi. Đây, ta sẽ bắt sự kiện cho nút xóa này. À, các bạn mở design ra, các bạn bắt sự kiện cho nút xóa. À, thì tất nhiên ta bị bệnh lồi rồi nhé. Nút xóa ví dụ như ở đây mà mạng sinh viên mà không có thì sẽ bị lồi. Thì ở đây các bạn gì quan tâm nhất là mạng sinh viên này. Ok, quan tâm nhất là mạng sinh viên này. Đấy, do vậy khi mà gì mạng sinh viên này và các bạn phải xử lý gì ràng buộc nha, ràng buộc. Đấy, khi mạng sinh viên mà chưa có. Đấy, ví dụ là nếu như gì sai gì
Trời. Crash. Đó. Như kiểu đây các bạn kiểm tra mạng sinh viên chẳng hạn, ví dụ đây các bạn lấy ra mạng sinh viên, nếu như mạng sinh viên nếu này mạng sinh viên chấm này len, ví dụ mạng sinh viên thì ta yêu cầu phải là vậy bằng gì, bằng 10 ký từ này đó. Rồi đây nếu như mà mạng sinh viên mà không đúng 10 ký từ chẳng hạn, thấy chưa, thì nó sẽ báo lỗi đi, do vậy đây ta sẽ bỏ vào là khác 10 này. Ok đó. Đây mạng sinh viên của chúng ta bao nhiêu nhỉ? Khác nhé. Đó. Thì nó sẽ thêm thông báo lỗi. Nói chung là tùy thuộc vào cái ràng buộc của mạng sinh viên nhé. Đấy, mạng sinh viên, nếu như ràng buộc của mạng sinh viên chúng ta 10 ký tự hay là gì, ví dụ đấy thì có thể là lớn hơn hoặc bằng gì, bằng 2 chẳng hạn ha, bằng 3 đấy. Đấy, thì vậy là nhỏ hơn gì, nhỏ hơn, vậy đây ta sẽ nhỏ hơn hoặc bằng gì, bằng 3 thì báo lỗi chẳng hạn, như vậy nhé. Đây còn ở đây thì ta sẽ gì, thông báo lỗi ra. Đấy, còn xuống ở chỗ này thì có nghĩa là nó không có lỗi, vậy không có lỗi thì ta sẽ thực hiện truy vấn RAS. Đầu tiên thì ta sẽ thực hiện gì, rồi đầu tiên ta sẽ thực hiện đầu tiên ta sẽ thực hiện truy vấn sinh viên có cái mã sinh viên đó nha, có cái mã gì, mã SV đó, được chưa? Thì ở đây thì ta thực hiện giống như cú pháp trên này thôi, đấy cú pháp đây đó. Đây có mã sinh viên thì ta thực hiện truy vấn này, truy vấn mã sinh viên đó. Và sau khi có mã, có được sinh viên này thì ta sẽ xóa sinh viên này. Xóa sinh viên này thì ta cần db gì, db chấm gì, xóa sinh viên db sinh viên delete remove. Ok, thì các bạn chỉ cần là đưa thì sinh viên cần xóa vào đây, sinh viên cần xóa vào đây đó. Sau đó các bạn thực hiện db chấm gì, xây trang, hay các bạn thực hiện lưu xuống cơ sở liệu. Và sau khi lưu xong thì các bạn cũng thực hiện các thao tác như kiểu là gì, loạt lại sinh viên và thông báo gì, xóa thành công nha. Đây các bạn có thể là gì, xóa thành công đó. Đây và các bạn chạy lại, đấy, vậy thì giả sử như ở đây ta ấn nút xóa đây này, nó báo này, điểm trung bình à, sao mà ấn xóa nó lại điểm trung bình nhỉ, cái gì vậy, có lại không, tự nhiên ấn xóa mà lại nói điểm trung bình, btn xóa, liên quan gì đến điểm trung bình đâu, wow, à đây. À, mà sinh viên gì học chính xác, ok ta chạy lại, đấy nếu như các bạn ấn vào nút xóa này thì tất nhiên nó báo là gì, mà sinh viên không chính xác nha. Ok, ở đây ta sẽ thực hiện gì, chọn vào đấy, và đây ta sẽ xóa sinh viên này. Bây giờ thầy sẽ xóa cái sinh viên dưới này đi nha. Ok, xóa này. Đấy. Thế còn nữa, xóa thành công thì còn thấy này, những cái sinh viên này thầy xóa hết những sinh viên dưới này nha. Rồi xóa này. Đây. Đó, các bạn thấy xóa thành công ha. Đấy. Do vậy cái này các bạn thấy nó viết cực kỳ đơn giản nha. Tất nhiên cái cách viết thì nó vẫn y chang như vậy, cách viết thì vẫn y chang thôi, nhưng ở đây các bạn viết những cái dòng lệnh thực thi truy vấn này nó đơn giản rất nhiều nhé. Rất, nó hình còn rất nhiều câu lệnh truy vấn nữa trong những bài của chúng ta, thì ở đây ta chỉ xài rất là ít nhé. Do vậy ở đây ta chỉ cần đến một số cái đó thôi. Rồi có lấy ra rồi, lấy ra tất cả rồi, rồi đếm rồi, nghĩa là đếm thì ta có lấy ra ở cái vị trí này là đếm này, thấy chưa? Đấy.
Đây thì các bạn để ý là ta có chạy ra đây này. Đây ta có chạy ra đây thì trả về 16 mục tiêu này là đếm rồi nha. Rồi, đây là ta đếm này. Đây, đây tổng số sinh viên này. Tổng số sinh viên. Đấy. Robert. Tổng số sinh viên. Ok. Được chưa? Các bạn kéo ra. Còn có một cái phần nữa. Phần là giả tính như cậu giờ ở đây. Giờ đây này. Giờ đây ta giả sử thôi. Thầy chỉ đặt ra cái tình huống thôi nhé. Tình huống ở đây. Tình huống ở đây giả sử nhất sinh viên ở đây của chúng ta rất là nhiều. Sinh viên của chúng ta đây rất là nhiều này. Sinh viên của chúng ta rất là nhiều. Vậy giả sử như khi người ta muốn tìm một cái sinh viên nào đó, tìm một sinh viên nào đó thì nó rất là gì? Rất là lâu. Vậy ở đây ta sẽ thực hiện tìm kiếm đi. Tìm kiếm ở đây. Thường thì tìm kiếm thì ta chỉ cần là nhập một cái ô thông tin thôi. Do vậy ô này ta có thể thiết lập cái chức năng tìm kiếm. Tìm kiếm ở đây. Ok, thầy sẽ thực hiện chức năng gì? Tìm kiếm. Ok, tìm kiếm ở đây thì các bạn để ý. Ở đây thầy sẽ đặt là B tên là tìm gì? Tìm kiếm. Đó rồi. Vậy khi mà tìm kiếm thì ta sẽ tìm kiếm như thế nào? Đấy, ta sẽ tìm kiếm tên một cách chính xác hay là nó ví dụ mạng sinh viên hay là gì đó nha. Thầy ở đây thầy sẽ tìm kiếm theo mạng sinh viên thì cũng được nha. Hoặc là các bạn mạng sinh viên hoặc đi. Vậy đây ta có thể tìm kiếm thông tin ba hai cái này thôi. Hai cái này là mạng sinh viên hoặc họ tên. Vậy đây ta sẽ ấn vào mạng sinh viên thì đầu tiên ta sẽ thực hiện là lấy ra thông tin của sinh viên nhé. Thông tin của sinh viên thì ta thầy copy cái này. Đó. Dạ, ở đây thầy sẽ lấy ra thông tin của sinh viên thì ở đây thầy bỏ đi điểm. À, thầy chỉ lấy là họ tên thôi. Ok, điểm trung bình viết này nhé. Thầy ở đây sẽ lấy họ tên và mạng sinh viên. Đấy, cái phần này ta sẽ bỏ đi nhé. Đấy, cái phần thông báo vứt luôn. Đấy. Thế thì tại sao phải dùng kỹ thuật scan? Tại vì nếu như người ta không nhập cái gì thì báo lỗi đúng không? Vậy yêu cầu bị nhập cái gì thì mới tìm kiếm được. Vậy đây ta có thể gì? Nếu như mà gì? Mạng sinh viên này. Ok, nếu như mạng sinh viên này mà độ dài này mà bằng 0 này, bằng 0 thì ở đây ta sẽ báo lỗi này. Báo lỗi là gì? Sinh viên này mạng sinh viên gì chưa nhập mạng sinh viên à, chưa nhập mạng sinh viên, nhưng ở đây nó có vấn đề rồi. Vấn đề nếu như mà người ta nhập mạng sinh viên nhưng người ta lại không nhập họ tên thì vậy thôi ta bỏ luôn cái này đi. Ok, ta chỉ lấy ra thông mạng sinh viên này thôi nhé. Ok đó. Các bạn vị thực hiện kiểm tra hai cái thì ok. Ok, vậy ở đây ta sẽ thực hiện truy vấn này. Truy vấn gì? Vấn tất cả gì? Mục tiêu theo cái điều kiện nào đó nha. Theo điều kiện nào đó. Tất cả mục tiêu theo một điều kiện nào đó thì ở đây ta thực hiện gì? Thầy sẽ tạo ra một cái list này. Và này, list. List ở đây là list search đi ha. Được chưa? Thẻ bằng db chấm gì? Chấm sinh viên. Sinh viên. Ok. Các bạn có thể dùng điều kiện là where nhé. Where. Tâm ở đây các bạn nhớ là có phần mục là like mà. Like nhé. À. Đây. Thì ở đây đây các bạn nhớ là có where sinh viên like mà. Like sao nhỉ? À, có chứa. Ừ, ở đây có chứa này, con sign
Đây, có chưa này. Và đây là gì? Thầy sẽ đặt là M. Where chứ. Where này. M này. M. Con gì nhỉ? Ở đây là có chưa? Query container in entity framework. Cách ghi thôi, cần cái tên thì đúng rồi. Hiểu. Thường thường thầy hay dùng hai trường, ví dụ như kiểu là trường trường này. Ví dụ như thầy lấy một cái biến m nào đó này, m chấm gì đây này, chấm ví dụ là chấm ví dụ ở đây ta có thể sử dụng là bằng mã sinh viên này, bằng này mã sinh viên chẳng hạn này, và này m chấm container chứa thì trong cái list mà đây không ổn này. Không ổn này. Đây ta phải sử dụng sao cho nó hợp lý này. Sinh viên. Thầy coi cái cách ghi mà có chớ ha. Query line. Đây line. Đây có thể là dùng cái từ là tên bắt đầu với hoặc là gì line ha. Thì đây ta ghi lại coi thử coi. Bắt đầu với này. Và có chứa này. M này không có đúng mà ghi ví dụ là m bằng chấm họ tên like with ở đây là bắt đầu với thì không có đúng rồi, chờ chút xíu à. C function thì cách viết thôi, nếu như có hai tham số thì nó dễ, không có vấn đề đâu. Như kiểu đây là mã sinh viên này m này. Chấm mã sinh viên này bằng này, mã sinh viên này, đây bằng đó. Và thì ở đây rất dễ rồi, nhưng ở đây ta sẽ sử dụng cái này nó mới là phức tạp. Và gì ở đây là gì? Thôi thầy coi lại cái này coi nè.
nhức đầu nhỉ. Que đây người ta có sử dụng một cái từ từ khóa là đây, coi lại giới này, xuống giới này á, chấm thường thường người ta ghi thế này là gì, m chấm mã sinh họ tên container có chứa. Những người ta ghi thế này thì có chứa cái từ khóa là họ tên thế này thì đơn giản này này. Nhưng ở chỗ này nó có một cái phần bên này. Đây m, về m thì ở đây ta mới sử dụng cái này được. Vậy ở đây thầy bỏ cái này thử cả nha. Đó. Hoặc này. M này, chấm này. À, họ tên rồi. Ở đây là gì? Mã sinh viên. Hoặc à, có chứa cái mã gì, mã sinh viên đây, mã sinh viên đó. Và sau đó ta sẽ thực hiện gì, tu list đi đó, tu list. Và khi mà ta search thì nó sẽ thay đổi danh sách. Về đây ta sẽ thực hiện là db chấm a xin lỗi data grid view sinh viên, được chưa, chấm data suộc các bạn đoan gì bằng list search. Ok, thử này chạy nha. À, ở đây và thì không đúng nha, các bạn ở chỗ này phải hoặc này, hoặc đấy, hoặc và không có đúng, chỗ này và không đúng kìa. Đấy, điều kiện hoặc nha. Thế đây các bạn ấn này đây. À, giả sử đây thầy thấy sinh viên nó nhiều và ở đây thầy sẽ tìm kiếm những cái mã sinh viên có chứa là 12. Ấn search này. À, các bạn thấy ở đây nó tìm ra những mã sinh viên là 12. À, các bạn vừa thấy cái bảng này nó lại zone. À, truy vấn nhưng nó lại có zone mới mệt chứ chưa nhỉ. Đây này, đấy là bình thường nó chạy lên nó này. Đây. Nó zone nữa. Đây nó các bạn thấy nó zone nữa. Đây nhìn á, ở đây của chúng ta là có tên khoa, còn ở đây là khi mà ta ấn vào đây nó sẽ sinh ra mã khoa này. Mã khoa này, thấy chưa? Đấy. À, các bạn nhớ là tại sao mà nó lại ra được, khi mà ta gõ một cái chữ An nên nó ra hết. Vậy ở đây nó có chữ Nguyễn Văn An, Nguyễn Văn An nên nó có chữ Nguyễn Văn An. Hoặc này, các bạn nhớ là hoặc đấy, được chưa? Thì tìm kiếm được rồi, nhưng ở đây ta phải thực hiện thêm một cái thao tác nữa là thực hiện zone hai bảng nữa. Cái này là truy vấn zone, thì các bạn lên coi cái câu lệnh truy vấn zone ở trên thằng loạt sinh viên ở đây. Đây các bạn này, loạt sinh viên đây này. Đây các bạn có được một cái sinh viên đây này. Đấy. Đây các bạn copy cái này này. Đó, thấy chưa? Đấy, các bạn có được cái sinh viên rồi. Thì giờ đây thông qua cái sinh viên này, ta sẽ loát đây, sinh viên. Ta que thế này thôi, que. Đó. Thì ở đây ta sẽ chỉ như vậy thôi, thì ở đây có được cái list mới này, chạy lại. Này. Đấy. Ở đây ta sẽ lấy ra cái list rồi, sau đó ta thực hiện gì? Chốt lại. Đây các bạn nhìn search này. Search không có rồi, các bạn chọn này, search này. Đấy, search nó ra. Đây, ví dụ đây thầy đặt làm 111. Ví dụ như các bạn search tìm kiếm, nó sẽ ra những cái mã sinh viên có 11 hoặc là họ tên có chữ 11. Trong này thì cũng có rồi, 1, ví dụ đây là 90 nhé, 90, tìm kiếm. Đấy, nó ra 90, ở đây đâu có, chỗ nào có 90 nào nhỉ? 90, ở trên này có 90 không ra, có chứa à, mệt nhỉ. Ok, ví dụ giả thử đây ta gì, xóa cái này đi. À, ở đây ta sẽ đây là gì, cái từ người có tên là An. Đã. Tìm kiếm đây các bạn nhé, những An này. Ở đây sau An này, Trang. Đấy, chỉ có chứa. Ok. Đấy. Còn cái nút cuối cùng ở đây các bạn thiết lập cho thầy nút thoát nha. Ở đây các bạn thiết lập cho thầy nút thoát là được rồi. Mà nút thoát thì chúng ta đã làm nhiều lần rồi nhé. Đây các bạn chỉ thiết lập cho thầy nút thoát nữa. Đấy. À, đúng ra là nếu như mà cái kế hoạch ban đầu mà gì bố cáo thế này á thì thầy sẽ nói cho các bạn đến cái thằng
gọi là nhà BTN gì hả? Thầy chỉ nói thôi chứ thầy không yêu cầu các bạn làm đâu. Đây, đây có một phần nữa là phần report nha. Chú ý có một phần report thì ở đây thầy sẽ mở cái tài liệu ra. Đây, có một phần gọi là report nữa. Nhưng cây này á thì ban đầu thầy định dạy đó, mà sau đó thấy là chúng ta không thi thường thì không thi đến cây này thì thầy bỏ luôn. Đó. Nhưng có một cái phần gọi là phần report để thầy mở cái phần thực hành ra. Đây. Phần báo cáo report này. Đây. Thì anh làm cái bài report đây. Report. Nhưng cái report này thì có một cái đặc điểm á, đối với cái máy của thầy á thì làm nó rất là đơn giản, còn đối với một số máy mà khi mà làm á nó rất là phức tạp và cái này hay bị lỗi lắm, được chưa? Thì cái report này thì các bạn khi mà làm á thì mới có được cái những cái thứ tìm kiếm này nó hợp lý hơn. Đây. Ví dụ có ở dưới này có một cái bài nó liên quan đến tìm kiếm nha. Đây, các bạn thấy tìm nó liên quan đến cái mục tìm kiếm này. Đây, ví dụ đây các bạn ấn cái này thì các bạn ấn xuất ra cái hóa đơn này, hoặc là ấn đây thì các bạn ấn xuất ra cái này, hoặc là có một bài liên quan đến tìm kiếm và xuất ra cái đó. Đấy. Đây các bạn ấn cái này tìm kiếm này, nhớ là đây có thể là tìm kiếm nhé, hoặc là report. Đấy. Đấy. Thấy chưa? Thì đối với một cái ứng dụng thì thường thường nó phải có những cái report nữa. Có nghĩa là chạy lên trên này các bạn ngoài vấn đề quản lý sinh viên thì các bạn cần có một số cái mẫu báo cáo gì đó nữa. Là report, được chưa? Đấy. Và một cái ứng dụng của chúng ta thì các bạn làm cố gắng phải trên 5 bảng nha. Trên 5 bảng. Ok. Một cái phần mềm ứng dụng các bạn nên làm phải trên 5 bảng thì nó mới ok. Đó. Tất nhiên nói là nói như vậy nó hơi rập khuôn lắm, ít nhất là các bạn phải tìm ra một cái phần mềm nào đó mà phải làm ít nhất là 5 bảng. Đó. Thì các bạn làm các bảng, các bạn làm tương tự như một cái bảng sinh viên này thôi. Đó, nếu như cái bảng nó có quan hệ với nhau thì các bạn gì? Tạo mối quan hệ với nhau. Còn cái bảng phần quản lý khoa này thì các bạn tương tự như sinh viên. Cái này còn dễ hơn sinh viên nữa. Tại vì sinh viên nó còn zone 2 bảng, còn bên này thì nó không zone 2 bảng nha. Đấy, nó chỉ có một bảng duy nhất liên quan đến khoa thôi. Đấy. Và tất nhiên khi mà các bạn làm thì có một số đặc điểm như kiểu là kiểm tra, ví dụ khi các bạn ấn mạng sinh viên này vào, được chưa? Đấy. Ấn ví dụ ở đây là mạng sinh viên mà có người thì có rồi mà các bạn lại ấn thêm đây, nó sẽ báo lỗi như này. Vậy các bạn bị thực hiện là kiểm tra cái mạng sinh viên này nó tồn tại ra điểm gì đó, các bạn sẽ xử lý ràng buộc như nó ok. Nhưng một phần mềm thì ngoài cái vấn đề là thêm xóa sổ thế này thì ai cũng phải làm được, còn những vấn đề liên quan đến gì bảo mật, ràng buộc thì các bạn phải làm cho nó tốt ra, được chưa? Ok. Các bạn hoàn thành cái bài buổi hôm nay luôn nha. Thầy sẽ đóng cái này lại.